Thưa quý vị, đảm bảo an toàn cho con trẻ trước, trong và sau giờ tan học là điều mà bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong mỏi và đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có thể đến đón con em đúng giờ bởi nhiều lý do khách quan khác nhau như giao thông, công việc bận rộn, lịch khung giờ tan ca. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hòa Thọ Tây triển khai mô hình điểm chờ an toàn đồng hành cùng em dành cho học sinh tạm trú miễn phí đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía nhà trường, các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương. Được triển khai từ đầu tháng 5 năm 2023, điểm chờ an toàn đồng hành cùng em tại Chi hội Phụ nữ số 1 đối diện trường tiểu học Ông Ích Đường cơ sở 2 là điểm chờ an toàn cho các em học sinh sau giờ tan học. Tại đây các em có thể thoải mái đọc sách báo, truyện tranh và vui chơi trong lúc chờ phụ huynh đến đón. Hàng ngày đội tình nguyện viên gồm 10 thành viên là các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, ban công tác mặt trận, các bí thư, phó bí thư chi bộ khu dân cư sẽ trực luân phiên nhắc nhở an toàn điểm danh sĩ số cho đến khi học sinh cuối cùng được bố mẹ đón về. Thì tôi thấy cái điểm này là rất là thiết thực, tại vì mình là cũng có cháu đi học những trường hợp sai hoặc nhiều khi mình đi đóng lũng xa đóng đồ đó là trường hợp là người ta cần đến, mình cũng mong muốn là cũng có một cái điểm chờ an toàn. Đây là cái đường lớn cho nên là xe cộ người ta chạy rất là ảo. Ngoài việc trông coi sự an toàn cho các em tại điểm chờ, các cô chú tình nguyện viên luôn sẵn sàng với nhiệm vụ đột xuất, hỗ trợ gia đình đưa đón các học sinh trong những trường hợp được ủy quyền từ chính phụ huynh nhờ giúp đỡ. Sau khi được xác minh qua số hotline công khai, điểm chờ an toàn của Hội Phụ Nữ hoặc trong những tình huống thực sự khẩn cấp, đặc biệt. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi bàn giao cho gia đình, tất cả cô chú tình nguyện viên đều phải tuân thủ nguyên tắc mặc áo đồng phục, có logo và đeo thẻ tên nhận diện riêng trong suốt ca trực. Đi học về mà ba mẹ chưa kịp tới trường để đón các bé thì điểm chờ rất tốt để cho phụ huynh yên tâm để có thể là tới trễ một đôi chút để đón các bé. Một số phụ huynh đó là do công an việc làm, người ta đóng nó chưa kịp thời sau giờ tan học. Cho nên đây là một cái điểm mới, cũng mong rằng cái hoạt động nó duy trì và phát huy tốt để đồng hành cùng nhà trường trong việc quan tâm đến ngoài cái giáo dục thì cái quan tâm bảo vệ cái chăm sóc các em. Ngoài việc phối hợp ba bên giữa nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương thì việc ngoại khóa tập huấn kỹ năng nhận biết bảo vệ bản thân trước các hành vi xâm hại, lừa đảo, bắt cóc cho các em cũng được các cấp hội phụ nữ triển khai thường xuyên và liên tục. Thì đặc thù của phường Hòa Tây phụ nữ làm ở khu công nghiệp, do vậy mà cái thời gian mà đưa đón con em mình đi học thì rất là khó. Mô hình này cũng mong muốn là đem đến cái sự an tâm đối với bậc phụ huynh cũng như là sự an toàn cho trẻ. Mô hình đã nhận được sự ứng nhiệt tình của người dân và đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ toàn phường trong việc ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia của các ban ngành địa phương trong công tác phòng chống bạo lực giới, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của thành phố Đà Nẵng.